Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới sáng thứ tư ngày 8 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, an toàn là bạn, tai nạn là thù, an toàn để sản xuất phải an toàn, hay an toàn là hạnh phúc của mọi nhà và mỗi người. Đó là những khẩu hiệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người lao động, với gia đình họ và đơn vị sản xuất cũng như xã hội. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cần được quan tâm chú trọng đúng mức. Vấn đề sẽ được phản ánh trong câu chuyện Chào ngày mới sáng nay. Và trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tức. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 của nước ta ước đạt là 152,81 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 40,25 tỷ USD, tăng 20,8%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,56 tỷ USD, tăng 14,8%, chiếm 73,7%. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, nước ta đã có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong số này, thì 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 62,3%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt là 152,29 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53,36 tỷ, tăng 14,7%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98,93 tỷ USD, tăng 14,9%. Trong 5 tháng đầu năm, có 28 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng là 85,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước đạt là 46,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước đạt là 49,6 tỷ USD. Tính đến hết tháng 5 năm 2022, từ việc giảm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội và chi hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đã có hơn 45.000 tỷ đồng được chi cho người lao động và người sử dụng lao động cả nước, một cách kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Số tiền được chi trả theo các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động trước ảnh hưởng, tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, bao gồm Nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 116 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Việc ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người lao động, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, đẩy lùi dịch COVID-19, sớm ổn định kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Toàn tỉnh Sơn La hiện có khoảng 20.000 ha xoài, sản lượng năm 2022 ước đạt là trên 56.585 tấn. Đến đầu tháng 6 thì toàn tỉnh đã tiêu thụ trên 11.000 tấn xoài, trong đó tiêu thụ trong nước 10.238 tấn, xuất khẩu là 870 tấn. Hiện nay thì xoài Sơn La đã được kết nối với các tập đoàn phân phối, chợ đầu mối, các doanh nghiệp, thương nhân tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước như Aeon, Central Group, Mega Market, Lotte, Pixi, các chợ đầu mối nông sản, chợ truyền thống tại thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh. Đặc biệt, quả xoài tươi Sơn La đã được xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Mỹ, Australia, châu Âu và Huawei. Bên cạnh đó, thì xoài Sơn La được một số tập đoàn doanh nghiệp có năng lực uy tín như là tập đoàn TH, nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ, trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao và các doanh nghiệp hợp tác xã đưa vào chế biến với nhiều sản phẩm phong phú như là nước ép xoài, pu, xoài cấp đông, xoài tươi ngâm, xoài sấy dẻo. Nhiều sản phẩm xoài chế biến đã được xuất sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mông Cổ. Sở Y tế vừa ban hành thông báo số 186 về điều chỉnh cấp độ dịch của tỉnh Sơn La theo nghị quyết số 1228 của Chính phủ và quyết định số 218 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, tính đến 18 giờ ngày 5 tháng 6, 204 trên 204 xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh có cấp độ 1 của dịch COVID-19. Mặc dù đạt được kết quả đáng mừng, song ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe và bản thân, những người xung quanh.
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới, trong thời gian qua có hàng trăm vụ bùng phát dịch cúm gia cầm mới trên gia cầm và chim hoang dã được ghi nhận tại 27 quốc gia vùng lãnh thổ. Mầm bệnh của đợt dịch này chủ yếu do các chủng virus độc lực cao như H5N1 và H5N8 gây ra. Tại Việt Nam, dịch cúm gia cầm vẫn tiếp tục được ghi nhận trên đàn gia cầm, nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên phạm vi rộng và có nguy cơ lây nhiễm sang người. Hiện nay thì cả nước có 6 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 5 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Trước diễn biến của dịch bệnh cúm gia cầm trên thế giới, thì nguy cơ cúm gia cầm lây nhiễm sang người tại Việt Nam, Bộ Y tế đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với Bộ Y tế, các bộ ngành có liên quan và các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để chủ động kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh cúm gia cầm xâm nhập, không để bùng phát dịch bệnh cúm gia cầm ở Việt Nam. Bộ Y tế tổ chức xây dựng phương án, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan sang người và không để bùng phát dịch trong cộng đồng. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2022, tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến thực hiện các quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó tập trung các nội dung về giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hành tốt, hiệu quả trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, thúc đẩy tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường, làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã và đang được các đơn vị sản xuất, cơ quan chức năng quan tâm và chú trọng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Chào Ngày Mới. Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến có địa chỉ tại tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, hiện có 121 công nhân lao động. Do thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, mà trong năm 2020-2021 vừa qua, công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào. Ý thức chấp hành các quy định, quy trình vận hành máy của cán bộ công nhân công ty luôn được nêu cao. Với đặc thù công việc làm trong môi trường điện thế cao thì chúng tôi luôn thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân. Trong quá trình kiểm tra thì luôn thực hiện đầy đủ các trang bị bảo hộ như đội mũ, và khi thao tác các thiết bị điện cao áp thì vẫn thực hiện các đeo ủng, găng tay cách điện. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 3.150 doanh nghiệp với tổng số hàng nghìn lao động làm việc trực tiếp. Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Tôi luôn nhắc nhở mọi người trong công ty làm gì cũng phải chú ý an toàn. Khi phun thuốc luôn mặc áo bảo hộ lao động để không ảnh hưởng đến cơ thể. Khi cắt cỏ cũng rất nguy hiểm nên nhất định phải mặc bảo hộ. Theo số liệu báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn lao động làm 7 người chết, 2 người bị thương. Quý 1 năm 2022 xảy ra 1 vụ tai nạn lao động làm 1 người chết. Mặc dù có chiều hướng giảm, nhưng tai nạn lao động vẫn xảy ra ở một số nơi. Một số vụ tai nạn lao động có người chết, làm việc không có hợp đồng lao động. Lao động tự do vẫn chưa được khai báo, thống kê điều tra đầy đủ.
Trước thực trạng đó, ngành lao động đã tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong việc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Các cấp, các ngành, đặc biệt là các cái tổ chức sử dụng lao động cần phải tập trung để tuyên truyền cho người lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn lao động, đặc biệt là cái việc mà sử dụng các cái trang bị bảo hộ lao động trong quá trình lao động, cũng như là chấp hành nghiêm các cái quy trình, cái quy chế vận hành các cái máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất để giảm thiểu các cái tai nạn có thể xảy ra. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động cũng góp phần ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng xã hội và tạo việc làm bền vững. Hãy trở về nhà một cách an toàn với gia đình bạn. Đó chính là lời nhắc nhở với mỗi người lao động trong quá trình lao động sản xuất. Không chỉ góp phần vun đắp hạnh phúc mỗi gia đình, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển đi lên của mỗi đơn vị doanh nghiệp. Và khép lại câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 5 vừa qua thì tại tỉnh Sơn La đã diễn ra Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốp Việt Nam năm 2022. Trong đó có 3 nội dung thu hút đông đảo người dân Sơn La và du khách đến tham quan trải nghiệm. Đó là hội thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây, hội thi ẩm thực món ngon chế biến từ trái cây và hội thi ảnh đẹp về trái cây. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng đây. Hội thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây đã thu hút 13 tác phẩm tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây đặc trưng của địa phương như quả vải Bắc Giang, nhãn sông Mã, na Mai Sơn, đã góp phần quảng bá giới thiệu những nét độc đáo của các loại hoa và trái cây của địa phương. Dù là lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Sơn La, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, các tác phẩm đã thực sự mang đến cho cuộc thi và du khách một trải nghiệm thú vị. Đối với cuộc thi tạo hình nghệ thuật từ trái cây thì Bắc Giang cũng như các bạn đã biết rồi thì Bắc Giang cũng tạo hình nghệ thuật với chủ đề là tỏa sáng nông sản Việt. Thế và tác phẩm thì đã sử dụng tất cả các cái nông sản đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Mặc dù được phát động trong thời gian rất ngắn, chưa đầy một tháng, ban tổ chức cuộc thi ảnh đẹp về trái cây đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm tham gia của 172 tác giả đến từ 42 tỉnh thành trong cả nước. Theo ban tổ chức, các tác phẩm phản ánh khá toàn diện, sinh động và hấp dẫn về chủ đề ảnh đẹp về trái cây và sản phẩm Ô Cốp Việt Nam năm 2022. Nhiều tác giả đã có sự tìm tòi sáng tạo về chủ đề trái cây, tạo ra những bức ảnh nghệ thuật chất lượng cao. Nhìn chung, các tác phẩm dự thi của giải năm nay thì chất lượng tương đối đồng đều, tương đối cao. Nó phản ánh cho toàn diện được tất cả các cái sản phẩm đặc thù của cây ăn trái của từng vùng miền trong cả nước. Trong khi đó, thì một số cái tác phẩm thì coi như là có cái phản ánh đậm nét, mang hơi thở cái cuộc sống. Với sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng, lựa chọn những nguyên liệu trái cây tươi ngon, đảm bảo chất lượng, 14 đội thi tham dự cuộc thi ẩm thực món ngon chế biến từ trái cây đã chế biến thành nhiều món ăn mang hương vị riêng. Trong thời gian 4 phút, mỗi đội đã thuyết trình về quy trình sản xuất, phân tích tác dụng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, thương hiệu sản phẩm gắn với sự kiện chính trị văn hóa ẩm thực của địa phương mình. Cái món về kem, các cái kem trái cây rất là ngon và rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Cuộc thi ẩm thực món ngon chế biến từ trái cây đã góp phần giúp nông dân kết nối cung cầu, tạo cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hợp tác sản xuất, tiếp cận thông tin và công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Vâng, với những ấn tượng tốt đẹp từ các hội thi tại Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốp Việt Nam năm 2022, mỗi người dân Sơn La chắc hẳn cũng mong muốn sự kiện như vậy sẽ lại được tổ chức tại Sơn La trong thời gian tới. Và chương trình Chào Ngày Mới sáng nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.